Người đàn ông đập kính xe, nắm tóc, đe dọa, mày biết tao là ai không? Chiều nay ngày 11 tháng 8, Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết đang xác minh, làm rõ vụ việc có dấu hiệu hủy hoại tài sản khi tham gia giao thông. Theo hình ảnh từ camera an ninh nhà dân ghi lại, khoảng gần 13 giờ cùng ngày, một người đàn ông trung niên điều khiển xe ô tô màu trắng đuổi theo xe ô tô khác trên đường Nguyễn Chí Thanh, phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một. Cùng đuổi theo chiếc xe này còn có một người đàn ông đi xe máy chạy phía sau. Khi đến trước số nhà 1296 thuộc phường Hiệp An, người đàn ông trung niên ép được ô tô chạy phía trước, sau đó yêu cầu tài xế xuống xe nhưng bất thành. Lúc này, người đàn ông lấy một khúc gỗ bên đường đập bể kính xe, buộc tài xế bước xuống để nói chuyện. Người đàn ông liên tục chửi thề, dùng câu từ thô tục đe dọa nam tài xế, đồng thời nắm tóc hành hung nạn nhân. Do quá hoảng sợ, nam tài xế phải liên tục xin lỗi, nói đang chở người đi cấp cứu. Mặc dù vậy, người đàn ông vẫn tiếp tục dọa nạt, nắm tóc buộc tài xế phải quỳ gối, chắp tay xin lỗi. Sự việc xảy ra chừng 10 phút, sau đó tài xế ô tô trắng mới lên xe rời đi. Toàn bộ diễn biến được camera một nhà dân bên đường ghi lại. Một số người dân chứng kiến cho biết, hai bên có xảy ra mâu thuẫn trong lúc tham gia giao thông, sau khi lời qua tiếng lại, dẫn tới sự việc trên. Tôi với nó là ngược đường 10 phát thằng này đó.